Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, hưởng lộc phú quý. Đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, ẩm về 100 tỷ, giàu có gian danh. Quý khán giả thân mến, cái gì xảy ra vì nó cần phải xảy ra, đôi lúc nó xảy ra để ta hết nợ đời, thỉnh thoảng nó xảy ra để ta nhìn thấu lòng người. Nhưng chủ yếu dạng sự trên đời diễn biến dần xoay là để rèn tâm luyện tính, khơi dậy những mầm khả năng tiềm ẩn. Rồi sau đấy bạn vượt qua thì mới xứng đáng được chiến thắng, có được sự hạnh phúc bên một người xứng đáng cùng vật chất về tay. Gửi Mậu Ngọ, một người đang bần thần, bồi hồi, hối hận, nếu mọi khó khăn đã nếm trải rồi, tức sự chuyển cảnh đã ở rất gần bạn thôi, cứ thư thả mà ngắm nhân gian trả nợ đời và đợi những tia sáng mới nhé. Tôi biết, hầu hết Mậu Ngọ ở đây đã dành nửa đời qua vất vả ngược xuôi để theo đuổi danh vọng, tiền tài hay sự giàu sang, quyền quý. Có rất nhiều người đã đạt được, nhưng cũng còn rất nhiều người đến giờ vẫn tay trắng hoàng tay trắng, rồi thì cũng có người đạt được danh vọng, tiền tài đấy, nhưng vẫn chẳng thấy vui, vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Còn có người tiền tài danh vọng chẳng có, nhưng cuộc sống vẫn an nhiên, êm đềm qua ngày. Cuộc sống này quả thật là khó hiểu, và anh chị tuổi Mậu Ngọ đến nay đã trải qua gần 50 năm cuộc đời, có bao giờ tự hỏi liệu đến cuối đời mình sẽ như thế nào không? Có được sống trong vinh hoa hay nghèo khổ, nhục nhã? Tôi đoán rằng không chỉ Mậu Ngọ mà bất cứ ai cũng đều xuất hiện câu hỏi này trong đầu ít nhất một lần. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thân mến, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này. Tuổi Mậu Ngọ tránh được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, giàu sang phú quý, tiền tỷ gửi ngân hàng. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ ngay trong video này quý khán giả nhé. Người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Những người tuổi Mậu Ngọ là người lạc quan, họ có tinh thần trách nhiệm cao, với những đặc điểm dễ gần, tốt bụng, hữu ích. Vì vậy, họ dễ dàng kết bạn với người khác và họ chắc chắn là một người bạn đáng tin cậy. Họ là những người trung thực, có thể công bằng chỉ khi hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, họ là người nóng tính và hơi thiếu kiên nhẫn. Điều này luôn khiến họ bỏ cuộc giữa chừng. Họ rất tự hào và thậm chí tự phủ để thừa nhận nhược điểm của họ. Họ cũng phàn nàn về sự bất hạnh của cuộc sống rất nhiều, có ý kiến cho rằng họ nên sống trong hiện tại và cố gắng hài lòng với tình hình hiện tại. Những người tuổi Mậu Ngọ thuộc hành hỏa nên họ có tính cách sôi nổi và tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết. Họ có thể làm việc, học tập cả ngày không biết mệt, vì con người họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, hăng hái. Tinh thần lạc quan của họ sẽ truyền cảm hứng tới mọi người xung quanh. Họ luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác một cách vô tư, không hề mong nhận được sự đền đáp. Chính trực và thẳng thắn là những đặc điểm tính cách thường thấy ở những người tuổi Mậu Ngọ. Họ tuyệt đối không bao giờ thực hiện những điều mờ ám, khuất tất. Họ sẽ cố gắng tránh xa những con người gian xảo, giả tạo. Đối với họ, tình bạn phải được tạo dựng trên lòng tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau. Họ sẽ chỉ đối xử hào phóng và độ lượng với những người bạn chân thành. Người tuổi Mậu Ngọ thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họ sẽ không ngại chi để trưng diện cầu kỳ, trang điểm đẹp đẽ để thu hút được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Họ yêu thích sự tự do, phóng khoáng,
ghét bị trói buộc trong những khuôn khổ. Tài sản nghề nghiệp tổng thể của những người tuổi Mậu Ngọ là tốt, sự thông minh và siêng năng của họ sẽ dễ dàng được đánh giá cao bởi các giám sát viên. Vì vậy, họ có nhiều cơ hội hơn để được thăng chức, họ biết cách sử dụng các nguồn lực xung quanh để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, họ có thể dễ dàng trở thành người quản lý của công ty. Ngựa lửa có một may mắn là rất giàu có. Họ có thể kiếm được mức lương đáng kể từ công việc và may mắn đầu tư của họ cũng đủ tốt. Họ sẽ gặp một số chuyên gia để giúp họ. Vì vậy, thật dễ dàng để họ kiếm thêm tiền từ đầu tư. Nhưng họ nên từ bỏ những thói quen xấu như lãng phí tiền bạc và tiêu tiền vào những thứ vô dụng. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này mang tới điềm báo hanh thông về nhiều phương diện cho tuổi Mậu Ngọ, vận khí đang lên. Nhưng lúc này bạn hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao. Đây sẽ là một thời điểm vui vẻ cho công việc phía trước của con giáp này. Bạn sẽ được khuyến khích tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện. Bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình nhé. Bản mệnh sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thử thách khác nhau. Phương diện tài lộc trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này của tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể và bạn có thể mạnh dạn đầu tư. Đa dạng trong quá trình đầu tư, bạn phải duy trì lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được sự tăng trưởng tài chính, bền vững ổn định và tránh lãng phí không cần thiết. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của bản mệnh không có gì phải lo lắng, nhưng cần tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn để tránh bị thương. Việc duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Về chuyện tình cảm, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này sẽ đem tới nhân duyên khá vượng, giúp con giáp này có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Bạn có mối quan hệ ổn định với nửa kia, khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, người độc thân cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy rằng công việc của người tuổi Mậu Ngọ thời điểm này có nhiều khởi sắc. Cục diện tam hợp báo hiệu bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ may trong những lĩnh vực mới mẻ, hứa hẹn sẽ có nhiều điều vô cùng hấp dẫn. Đây là lúc bạn nên làm mới mình, tìm ra đam mê và làm những công việc thực sự phù hợp với mình, bởi vận khí đang lên. Nếu không nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó, thì rất dễ thành công. Những tín hiệu tích cực khuyến khích con giáp này tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện, bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình nhé. Bạn sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thử thách khác nhau. Đôi khi vẫn còn một vài khó khăn nhất định nhưng không đáng kể. Bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Dù vậy, bạn cũng không nên kiêu ngạo, xem thường người khác, vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều người đấy. Môi trường làm việc của tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm này cũng khá thoải mái, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển sự nghiệp và chuyên môn của bản thân. Bạn chắc chắn sẽ tạo ra những kết quả rực rỡ, nhưng bạn phải cảnh giác với việc ai đó gieo rắc mối bất hòa. Tuy nhiên, điều mà bạn nên chú ý trong thời điểm này là mặc dù công việc không mấy bận rộn, thì cũng đừng làm những việc không liên quan đến công việc tại công ty, kẻo để lại ấn tượng xấu với cấp trên và tạo điều kiện cho tiểu nhân soi mói thị phi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tài vận của tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể và bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Trong đó, nguồn thu chính chủ yếu đến từ việc tăng lương, tăng thưởng. Đây có lẽ sẽ là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau những ngày tháng làm việc cật lực hết mình. Người làm công ăn lương nên tranh thủ gia tăng thu nhập, có thể là kiếm việc làm thêm, tuy cũng vất vả nhưng lại cải thiện được thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình.
Tài chính trong thời điểm này được cải thiện, con giáp này có thể dành một khoản để mua sắm những thứ mà mình thích, phần còn lại có thể tiết kiệm phòng khi sau này cần dùng đến. Trong quá trình đầu tư, bạn phải duy trì lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được sự tăng trưởng tài chính bền vững. Đặc biệt, khi phải đưa ra lựa chọn kinh doanh, bạn phải giữ thái độ bình tĩnh, khách quan để có thể đưa ra những chiến lược đầu tư sáng suốt. Bản mệnh cũng nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý để tránh khối lượng công việc quá lớn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng bản mệnh phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu rõ về nó. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ không có gì phải lo lắng, nhưng bản mệnh chú ý cần tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn để tránh bị thương. Thể chất luôn ở trạng thái sung mãn, không có điều gì có thể làm khó hay ngăn cản bước chân của bạn tiến lên phía trước để giành lấy mục tiêu cuộc đời. Dù vậy, việc duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Bản mệnh cần duy trì giấc ngủ đầy đủ và lịch trình đều đặn để tránh làm việc quá sức và căng thẳng. Đồng thời, hãy có một chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện phù hợp, cũng có thể giúp nâng cao thể lực và khả năng miễn dịch cho bản mệnh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này nhờ có tam hợp chống lưng, nên con đường nhân duyên của tuổi Mậu Ngọ nở rộ. Bản mệnh liên tục được gặp gỡ và trò chuyện mở rộng mối quan hệ của mình, dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm cá nhân. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác giới, kể cả là người mà bạn có cảm tình, đối phương cũng bật đèn xanh chờ sẵn, chỉ chờ con giáp này nhận ra mà thôi. Khi tới những nơi có nhiều người khác giới, bạn sẽ trở thành tâm điểm chú ý và rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Bạn cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Với những người đã có gia đình, bạn nhận được sự thấu hiểu từ nửa kia của mình. Vì thế, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và tâm sự với đối phương những khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống, tin rằng nửa kia sẽ cổ vũ, động viên bạn và đưa ra cho bạn những định hướng hữu ích. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh gặp may mắn về tài lộc, đặc biệt là các khoản thu ngoài luồng từ công việc tay trái hay trúng thưởng hoặc được nhận quà. Trong một ngày đang dưỡng tài thế này, bạn cũng có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đầu tư kinh doanh mà mình ấp ủ từ lâu. Đôi khi liều một chút lại giúp bạn nhận được khoản lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh đấy. Có câu liều ăn nhiều mà. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, tinh thần của bạn hăng hái và nhiệt tình, sẵn sàng lao mình vào mọi việc. Năng suất được cải thiện rõ rệt nên dễ dàng hoàn thành tốt công việc. Bạn có thể sẽ được cấp trên đánh giá cao với biểu hiện xuất sắc. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày dưỡng tài nên bạn chớ bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền trong ngày này nhé. Bạn sẽ có thu nhập tốt, việc hợp tác làm việc chung với người khác dễ thấy thành quả hiện hữu. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình và ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Tuần này có thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Mậu Ngọ có thể kiếm được một khoản tiền lương và tiền thưởng kha khá nhờ các công việc tay trái của mình. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, thì đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả. Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng số tiền ấy một cách hợp lý vào những công việc thực sự cần thiết, chớ tiêu xài hoang phí kẻo của thiên rồi cũng trả địa. Tuy nhiên, trong tuần này thổ khắc thủy cho thấy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng vì quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, khiến người ấy phải gánh vác mọi trọng trách trong nhà.
Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 có tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Thương quan báo hiệu, tuần này là một tuần chẳng hề may mắn đối với người tuổi Mậu Ngọ, bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên, bạn nên có cách giải quyết vấn đề khéo léo để quan hệ đôi bên không thêm phần căng thẳng. Công việc trở nên bế tắc, một số người gặp khó khăn trong công việc, đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bởi bỏ cuộc thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, nhận ra tiềm năng của mình. Tuần này quả sinh thổ, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió. Tiếp theo là cẩm nang dượng dận cho tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết, công việc có nhiều khởi sắc, tài vận được cải thiện đáng kể, bản mệnh có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc mã may mắn là màu đỏ và màu tím. Con số may mắn 68, 35 và 47. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tý. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý, một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Mậu Ngọ không có tầm bao quát, nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Mậu Ngọ không đứng núi này trông núi nọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Mậu Ngọ chọn, bởi tuổi Mậu Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Mậu Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dần. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên trong công việc, người tuổi Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Mậu Ngọ vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thìn. Trong làm ăn, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Mậu Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Chính người tuổi Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Thìn thì may mắn trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tỵ. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không cặp với nhau lâu dài. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng, tuổi Mậu Ngọ sẽ thấy tuổi Tỵ có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu. Bởi tuổi Mậu Ngọ rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển. Nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi Ngọ làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mùi.
Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Mùi sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, tuổi Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Mậu Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Mùi. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thân. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Mậu Ngọ thì mãi miết làm. Khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định. Khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng, tuổi Mậu Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tuất. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Mậu Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Hợi. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Mậu Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Hợi sẽ rất tích cực, là hậu phương vững chắc của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Mậu Ngọ. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải giận. Một, đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Hai là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí, pháp như trong kinh pháp của Phật dạy.
Pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp ghi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau. Sinh tử luân hồi cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy, mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn, cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật, số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Trên đây là tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.